Xin chào các bạn đang đến với câu chuyện Sói đi thành đôi do Đam Ý Tưởng Truyền thực hiện, tập 15. Đại hổ tử, anh cũng sợ sét đánh hả? Nhìn bên Nam nhảy vào nhà, Khưu Ngàn cười thật to. Anh không sợ, em sợ hả? Bên Nam tặc lưỡi, cậu không hẳn là sợ sét đánh, chỉ là lúc sét đánh cậu sẽ cảm thấy không an toàn, không yên tâm. Nếu như sét đánh lúc ngủ, cậu sẽ cảm thấy như đang nằm ngủ trên đường cái. Em không có sợ sét đánh đâu. Khưu Ngàn đóng cửa sổ lại, chỉ vào Khưu Dịch. Anh hai em sợ đó. Im miệng. Khưu Dịch tựa vào xe lăn nói. Ôi, thật không? Miền Nam lập tức phấn khởi, cười cả buổi. Khưu Đại Bảo sợ sét đánh hả? Cậu có đi hay không? Khưu Dịch nhìn cậu. Ta đợi mưa nhỏ chút rồi đi, không được hả? Miền Nam đi tới bên cửa sổ nhìn ra ngoài. Ôi, mưa lớn thế này đi chắc té lộn cổ. Khưu Dịch, bà của Khưu Ngàn ở trong phòng gọi một tiếng, tiếp theo là một trận ho khan kịch liệt. Bà uống thuốc chưa? Khưu Dịch hỏi Khưu Ngàn, đẩy xe lăn vào trong phòng. Buổi tối chưa uống. Khưu Ngàn nhìn đồng hồ trên tường, chạy tới bên cạnh bàn kéo ngăn tủ ra, lấy một hộp thuốc nhỏ, theo Khưu Dịch vào phòng. Bên Nam ngồi trong phòng khách cảm thấy hơi khát nước. Cậu muốn dùng ly của Khưu Ngàn để uống, nhưng còn hai cái ly trắng đỏ cậu không rõ cái nào là của nhóc, lại sợ dùng sai thì sẽ không lễ phép. Do dự nửa ngày đành phải cầm cái ly đen lên uống luôn. Lát nữa bảo đại hổ tử đừng đi, nhị bảo ngủ với bố, hai đứa ngủ phòng con là được. Bà của Khưu Dịch uống thuốc xong, nhìn Khưu Dịch, mưa này không mấy tiếng thì không dừng đâu. Được đó, Khưu Ngàn nhào tới nằm trên giường của bố. Em ngủ với bố. Em đừng xen vào. Khưu Dịch giòn hộp thuốc. Người ta cũng không phải con nít, bố quản nhiều như vậy làm gì? Con nói thế mà nghe được hả? Bố của cậu nhíu mày. Đây là bàn của nhị bảo, cũng không phải bàn của con. Lúc bàn đến nhà con biết làm thế nào rồi đấy. Con biết rồi, ba ngủ đi. Khưu Dịch đắp chăn lên người của ba, rồi vỗ vỗ đầu Khưu Ngàn. Đánh răng đi, 9 giờ rồi. Vâng, Khưu Ngàn rất nghe lời chạy ra ngoài. Khưu Dịch kéo rèm trong phòng của ba cậu, lúc tắt đèn định ra ngoài, trong phòng đột nhiên bị tia chớp rọi sáng, ngay sau đó là một tiếng sấm nghe như nổ tung trên nóc nhà. Khưu Dịch khẽ run tay mở lại đèn, ba của cậu nằm trên giường không nhúc nhích, nhắm mắt không lên tiếng, nhưng nụ cười trên mặt rất rõ ràng. Đừng cười. Khưu Dịch tắt đèn lần nữa. Bà tưởng nhắm mắt cười thì người khác không thấy hả? Bà của cậu cười ha hả vài tiếng không nói nữa. Khưu Dịch đẩy xe lăn trở lại phòng khách, giảm nhỏ tiếng tivi, cầm cái ly trên máy đun nước rót nước. Lúc cậu đang định uống, bên Nam ở bên cạnh đột nhiên háng giọng. Tao mới dùng cái ly của mày uống nước. Ờ, Khưu Dịch đáp lời, mắt vẫn nhìn tivi. Dùng bên... Bình Nam còn chưa nói hết, Khưu Dịch đã cầm ly uống một hớp. Bình Nam khựng lại. Quên đi. Khưu Dịch cũng quay đầu. Dùng bên nào? Cái bên mày uống ấy. Bình Nam cũng cười hả hê. Ngại quá, vốn định nhắc nhở mày. Cậu để ý chuyện này lắm hả? Khưu Dịch không có phản ứng nhìn cậu. Thế mày không ngại sao? Bình Nam tặc lưỡi. Người khác cậu có thể không ngại, nhưng Khưu Dịch thì cậu chắc chắn để ý, có thủ án mà. Không. Khưu Dịch đưa ly đến khóe miệng, đầu lưỡi chạm vào mép ly, chậm rãi đảo một vòng sau đó nhìn Biên Nam. Tôi thì không vấn đề gì. Não mày bị nhiễm phèn hả? Biên Nam nhìn không được, hà giọng rít một tiếng. Có bệnh thì lo mà uống thuốc, đừng chậm chế trị liệu, hiểu chưa? Cái màu đỏ là của nhì bảo. Khưu Dịch quay đầu tiếp tục xem tivi. Biên Nam bật dậy cầm cái ly đỏ rót đầy nước rồi mới ngồi xuống lần nữa. Rửa mặt xong, Khưu Ngàn vào phòng thay áo ba lỗ quần cọc rồi chạy tới phòng khách tựa vào chân của Biên Nam. Đại hổ tử, trời vẫn còn mưa đó, lớn lắm luôn. Anh biết mà. Biên Nam ôm nhóc lên đùi, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Thật ra không cần nhìn cũng nghe được, tiếng mưa to tới độ không nghe rõ cả tiếng tivi trong phòng. Có khi nào nhà bị ngập nước không? Không có đâu. Khưu Ngàn cua chân. Địa thế nhà em cao lắm, không dễ bị ngập đâu. Biết nhiều quá ta. Biển Nam nhéo nhéo đùi của Khưu Ngàn. Phải nói tuy rằng có điều kiện kinh tế trong nhà không tốt, nhưng mà Khưu Ngàn được nuôi rất tốt. Người nhóc mềm núc ních, thịt cũng chẳng ít. Ngủ đi.
Khưu Dịch nói, vâng ạ. Khưu Ngàn lắc lắc trượt xuống khỏi người của Bi Nam, chạy vào trong phòng xách cái chăn nhỏ của mình ra. Đại hầu tử, em mới nhìn thử, mưa lớn lắm, anh đừng đi nha, sẽ bị cảm đó. Ừ, em mau ngủ đi, Bi Nam có chút lúng túng trả lời. Sau khi Khưu Ngàn vào phòng bố của Khưu Dịch, trong phòng khách chỉ còn là Bi Nam và Khưu Dịch, hai người im lặng nhìn chằm chằm chiếc tivi. Cậu mặc một cái quần áo cũng ướt sũng, đã thấy hôm nay còn mặc quần jean, ướt rồi khó chịu không thể tả. Trong tivi đang chiếu một bộ phim thần tượng vớ va vớ vẩn, cậu lờ ngờ nhìn hồi lâu cũng không biết đang nói nội dung gì, diễn viên cũng tựa tựa nhau. Chẳng qua Khưu Dịch chăm chú nhìn màn hình không nhúc nhích, Bi Nam cũng ngại kêu đổi kênh, đành phải đi tới bên cửa sổ ngắm mưa. Đến khi chán thì quay lại nhìn vài lần. Ngắm mưa tới lần thứ ba, rốt cuộc Khưu Dịch cũng cầm cái remote đổi kênh khác. Ơn trời, cuối cùng mày cũng đổi kênh. Bi Nam quay đầu cảm thán một câu, ngồi lại xuống ghế. Gì? Khưu Dịch nghiêng đầu nhìn cậu. Tôi tưởng cậu đang xem chứ. Tao vẫn kiên trì uống thuốc, chưa bao giờ xem thứ này. Bi Nam cầm ly của Khưu Ngàn uống một hớp. Khưu Dịch cười cười không nói chuyện. Hai người tiếp tục yêu lặng, đực mặt ra xem tin tức. Bi Nam nhìn chằm chằm màn hình, chán quá thì ngâm nga hát trong lòng. Mưa vẫn rơi, bầu không khí hẳn là hòa hợp. Đây là trận mưa xối xả đầu tiên sau khi vào hè. Ông trời giống như muốn mưa cho đá vậy, cứ mưa mãi không ngừng. Đã hơn 11 giờ cũng không có ý định dừng. Bi Nam đang lo lắng nên làm gì bây giờ. Khưu Dịch đột nhiên ném remote, đẩy xe lăn tới cửa. Làm gì vậy? Bi Nam cũng buồn miệng hỏi. Buồn tiểu, Khưu Dịch nói, cầm lấy chiếc rủ bên cạnh. Tiểu thế nào? Cậu ngơ ngác nhìn chân của Khưu Dịch. WC ở trong sân, cậu thực sự không biết Khưu Dịch định đi WC kiểu gì với bộ dạng như thế này. Tiểu thế nào là sao? Khưu Dịch nhìn Bi Nam mở cửa. Dùng cái ấy tiểu chứ sao? Đù, Bi Nam đá xe lăn một cú. Mẹ nó, ai hỏi mày cái này, mày dùng miệng tiểu thì tao cũng không cản đâu. Khưu Dịch mở rủ, dùng một chiếc tay đẩy xe lăn. Nhìn bên ngoài mưa ào ào hệt như là lễ tạt nước, lại còn tưởng tượng tới cảnh Khưu Dịch ngã vào bồn cầu. Bi Nam đứng lên theo ra ngoài. Cần giúp không? Cảm ơn, Khưu Dịch nói trong mưa. Bi Nam cúi đầu đổi mưa chạy tới, cầm dù trong tay Khưu Dịch, đẩy nhanh xe lăn vào toilet. Ta phát hiện cái dù này có che hay không thì cũng thế. Vậy cậu đừng che, Khưu Dịch nói. Mắc gì? Bi Nam khom lưng nhích lại gần Khưu Dịch, giảm nhỏ diện tích giữa hai người, kể cả để hai có thể cùng núp dưới cái dù. Toilet thì không lớn, đẩy xe lăn vào sẽ không còn quá nhiều không gian. Khưu Dịch đứng lên nhảy hai bước, Bi Nam cất dù liếc mắt nhìn cậu ta. Cẩn thận, đừng té xuống bồn cầu đó. Cậu muốn quan sát học tập không? Sau khi đứng vững, Khưu Dịch quay đầu lại nhìn Bi Nam. Ta đang chờ, mày dậy đây, sợ mày không biết nên dùng một tay đỡ hay là dùng hai tay cầm. Bi Nam xoay người đi rời khỏi WC. Té thì đừng kêu tao. Bi Nam che dù đứng chờ ở ngoài. Gió cuốn nước mưa văng vào người cậu khiến cậu cảm thấy hơi lạnh. Cậu đã không còn hy vọng với việc cơn mưa này sẽ chấm dứt trước thời gian người bình thường đi ngủ, chỉ nghĩ xem lát nữa làm thế nào để nói với Khưu Dịch cho mình ở lại. Mưa lớn quá, ta không đi nhé. Hay là nói thẳng tao ngủ ở chỗ nào, hoặc nói tao ở nhà mày trải chiếu nằm dưới đất nha. Nói kiểu nào cũng rất mất mặt. Xong rồi, Khưu Dịch ở phía sau nói. Bi Nam tránh đường. Sau khi Khưu Dịch đi ra, Bi Nam đẩy xe lăn thật nhanh về cửa. Chạy kiểu này còn ướt nhiều hơn là đi từ từ đấy. Khưu Dịch cũng thở dài. Đúng thật, Bi Nam nhảy nhảy tại chỗ, nước văng lên làm ướt cả ống quần. Ngày mai hắn đi. Khưu Dịch vào trong phòng, mở tủ quần áo lấy bộ đồ thể thao ra. Mưa này không biết bao giờ mới ngừng. Vừa nghe lời này, Bi Nam nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Khưu Dịch đã thay cậu giảm bớt phiền phức, chủ động mở miệng. Cậu đi tới tựa vào cửa. Tao ở phòng khách trải chiếu nằm dưới đất là được. Dưới đất không sạch sẽ, từ lúc chân bị thương tới giờ tôi chưa có lau sàn. Khưu Dịch chỉ giường. Ngủ giường đi, không đụng nhau đâu. Bi Nam quay đầu nhìn sang sàn nhà phòng khách,
Vào nhà khu dịch không cần cởi giày, dưới đất có sạch hay không cũng chẳng nhìn ra, nhưng đúng là có chút ít vết dính nước, cậu hơi do dự. Vậy tao trải chiếu ngủ ở phòng này. Tùy cậu, khu dịch chỉ vào ngăn tủ, tự lấy đồ đi. Khu dịch đi rửa mặt, bên nam lấy chiếu trong tủ quần áo trải dưới đất, lại trải thêm một lớp chăn lông ở bên trên. Cảm giác cũng không tệ lắm. Hai cái gối đầu trên giường, cậu không biết cái nào của người nào. Khu ngạn là con nít, theo lý phải ngủ bên trong, phải lấy cái gối sát tường ném lên chiếu. Sau khi dọn chiếu đâu vào đấy, bên nam cởi áo, định bụng thay bộ đồ khu dịch đưa cho mình. Quần mới cởi phân nửa, mông thì đang vảnh lên, cửa đột nhiên bị đẩy ra. Ê! Bên nam sợ hết hồn, trực tiếp quỳ gối trên chiếu, hồi lâu cũng chưa thể kéo quần lên. Thật ra cậu cũng không ngại mặc đồ lót gặp người, bình thường huấn luyện xong cả đám chen chúc trong phòng tắm cởi hết sạch cũng chả thấy sao. Chủ yếu là bây giờ mình đang chổng mông về phía kẻ thù, hơi bị ảnh hưởng hình tượng. Đường cong mông, được đấy. Khâu dịch cũng cười, đó là gối của tôi. Má, bị nam xoay tay ném cái gối lên giường, đứng dậy kéo cuộn lên, ngẫm nghĩ rồi lại cởi ra. Mày để nhì bảo ngủ bên ngoài hả? Không sợ đạp nó té xuống giường sao? Cho tới bây giờ toàn nó đạp tao thôi. Khâu dịch nhìn thoáng qua phần dưới của bị nam, khóe miệng nhếch lên. Quần lót bị ướt hả? Tao thích ướt đó, rồi sao? Bên nam cũng nhìn cậu ta. Muốn thay không? Khu dịch lại liếc mắt nhìn xuống, khóe miệng vẫn nhếch lên. Bên nam bị nụ cười của khu dịch trong giận, trực tiếp cởi đồ lót ném sang một bên. Không thay. Ở chuồng, khu dịch đứng dậy nhảy trên bên giường ngồi xuống. Có ý kiến gì? Bên nam nhìn thử quần thể thao khu dịch đưa cho mình, mặc vào rất vừa vặn. Không, khu dịch cũng cởi áo, vất vả lắm mới cởi được một đống quần, vì vậy liếc nhìn bên nam, giúp tôi một chút. Bên nam chậm chạp đi qua, kéo ống quần trên cái chân thạch cao của khu dịch xuống, ném lên trên giường. Hai người xung đột lâu như vậy, đây vẫn là lần đầu tiên bên nam nhìn thấy khu dịch rõ ràng như thế. Da của khâu dịch rất trắng, chân rất dài, tướng tá không cường tráng nhưng rất săn chắc. Lúc nhấc chân lên giường có thể thấy rõ hình dạng bắp thịt, đường cong cũng không tệ lắm. Mày đúng là trắng thật. Biển Nam giúp khâu dịch sắp xếp kê dưới chân, nhìn như con gái ấy. Hâm mộ không da đen. Khâu dịch nằm xuống, gối đầu lên cánh tay nói, ông đây thích da đen, trắng như mày quá chói mắt. Biển Nam ở trần đi ra ngoài. Rửa mặt qua loa xong thì tùy tiện xối nước rửa tay, rửa chân một chút rồi trở về phòng. Tao tắt đèn đây, mở đi, khu dịch nói. Bị nam sửng sốt, sau đó bật cười, bấm công tác một cái tắt đèn. Đừng sợ, có biên đại gia của mày ở đây mà. Đồ ngốc, khu dịch cũng thở dài. Đứa nào sợ sét đánh mới là ngốc. Bị nam tâm tình không tệ, nhảy lên chiếu nằm xuống. Lúc vừa nằm xuống cảm giác cũng được, rất thoải mái, nhưng chẳng mấy chốc bên nam bắt đầu cảm nhận được hơi lạnh từ dưới đất truyền lên. Cảm giác mát lạnh này cùng với nước mưa ào ào ngoài cửa sổ từ từ lan trên người cậu. Cậu chờ mình lấy chăn phủ giường bọc kín người, nhưng mà vẫn cảm thấy hơi lạnh. Trong tủ quần áo không còn vật nào khác để đắp. Bên nam định bụng đợi khu dịch ngủ say sẽ kéo chăn cậu ta đang kê chân xuống đắp. Chỉ là qua rất lâu, khu dịch vẫn chưa ngủ, nằm trên giường nhích tới nhích lui. Mày xả rau hả? Bên nam ngồi dậy nhìn thử. Ừ, khu dịch đang giơ cái chân bó thạch cao lên lắc qua lắc lại. Ứ máu, hơi khó chịu. Lẽ ra mày nên ngoan ngoãn nằm trong bệnh viện treo cái chân kia. Bên nam cũng tạc lưới, chứ không phải về nhà chạy nhảy tới nhảy lui. Nằm viện, đắt lắm, về nhà cũng vậy thôi. Tìm thuốc kiểm tra gì đó thì tới là được. Khu dịch nói. Có lẽ vì trong phòng tối đen như mực, bên nam không nhìn thấy khu dịch, cho nên cơn tức cũng cuốn mất luôn, ngược lại còn cảm thấy băn khoăn. Im lặng một hồi lâu, cậu nhìn không được hỏi. Mày với Hứa Nhỉ có chuyện gì thế? Hứa Nhỉ? Khu dịch dùng một chút. Hai cậu vì chuyện này sao? Đương nhiên không riêng gì cái này chỉ là mùi lửa, vốn dĩ thấy mày chướng mắt rồi. Bị nam nằm xuống gối, chẳng hiểu sao lại nghĩ tới Trương Hiểu Dung.
Mày tưởng mày là ai? Ra vẻ bạch mã hoàng tử hay lắm hả? Không đánh mày thì đánh ai? Tôi và Hứa Nhỉ không quen biết, hôm đó tình cờ đụng phải. Khâu Dịch nói rất đơn giản, nhỏ ấy và Trương Hiểu Dung. Đừng có nhắc tới Trương Hiểu Dung. Miền Nam vỗ chiếm một cái. Ngủ ngon, Khâu Dịch nói. Trong phòng im lặng trở lại, chỉ có thể nghe được tiếng mưa rơi. Miền Nam nhắm mắt lại, ép bản thân mình ngủ. Lẽ ra nghe tiếng mưa rơi là dễ ngủ nhất, nhưng cơn lạnh xuyên qua chiếu và chăn lông lại khiến cậu không tài nào chịu nổi. Vào hè rồi, sét cũng đánh luôn, mà còn lạnh như thế. Ông trời đúng là quá thiếu chuyên nghiệp. Miền Nam lại lật người bọc kín chăn. Vừa nghĩ tới Khưu Dịch làm trên giường thoải mái, nghe hô hấp của cậu hình như đã ngủ say rồi, miền Nam cảm thấy hơi bất bình. Sớm biết vậy không vàng đổi mưa ra ngoài tìm tiệm nét ngâm một đêm. Rất nhanh đã qua 1 giờ, tiếng mưa rơi nhỏ dần, miền Nam vẫn còn lăn lộn dưới đất. Cuối cùng thực sự chịu không nổi, cậu chồm đầu nhìn lên giường một chút. Khu đại bảo. Khưu Dịch không trả lời, miền Nam chống tay ngồi dậy. Khưu Dịch. Qua vài giây, Khưu Dịch mới mơ mơ màng màng lên tiếng. Gì vậy? Mày có lạnh không? Biển Nam hỏi. Muốn làm ấm giường cho tôi hả? Giọng nói của Khưu Dịch mang theo cơn buồn ngủ. Bớt dùng đi. Biển Nam ngồi dậy. Có lạnh hả? Khưu Dịch quay đầu sang nhìn Biển Nam. Thấy không ấm lắm. Biển Nam cũng đáp. Khưu Dịch thở dài vỗ vỗ giường. Lên đấy. Ý tao là... Biển Nam do dự một chút. Có còn ở trong phòng bố tôi? Khâu Dịch mơ hồ có chút mất kiên nhẫn, không lên lành ráng chịu. Má! Biển Nam nhỏ giọng mắng một câu, ôm chăn lông nhè răng ném gối đầu lên giường. Mày nhích vào chút coi, chừa chỗ cho tao nữa. Khâu Dịch nhắm mắt nhích lại vào trong nhường chỗ. Biển Nam xếp chồng chăn phủ giường và chăn lông, nằm xuống đáp lên người. Mới vừa nằm xuống, sau lưng lập tức ấm áp hẳn, cậu thoải mái hừ một tiếng. Hay, vừa nãy lạnh chết ông rồi.